Em xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Lời đầu tiên, em xin kính chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn mình xem video được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và luôn luôn thành công trong mọi công việc ha anh chị. Thì trong cái video ngày hôm nay, em tiếp tục chia sẻ về cái cách để chúng ta nhìn cái lá mai, chúng ta có thể biết được là nó bị cái gì và cái nguyên nhân từ đâu mà bị như vậy, cũng như là cái cách để mà chúng ta phòng trị nó như thế nào hả anh chị. Thì em sẽ quay cái trường hợp nó như thế nào và chia sẻ cái cách trị hả anh chị. Đây thì trong cái video ngày hôm nay thì có anh gửi cho em cái lá mai hiện tượng nó bị như thế này hả anh chị. Đó anh chị xem kỹ cho anh cái lá ha. Cái lá đầu tiên là nó có cái hai cái đốm hơi đen đen hả anh chị. Hai đen đen. Đồng thời là cái lá chúng ta nó có cái gân lá màu xanh xanh nè. Và trên cái bề mặt lá nó có cái màu hơi vàng vàng, nó không có xanh hay anh chị. Đó thì tiếp theo là cái lá bên đây. Đó cái lá bên đây thì trên mặt lá nó vẫn bị đốm đốm vàng vàng nè, và cái gân nó xanh nè. Đó anh chị xem kỹ ha. Đó đây cái hiện tượng này anh chị xem để anh chị có thể nhận biết nha. Đó thì hai cái này. Đó đối với cái lá bên đây nè thì anh chị xem cái hiện tượng này là cái lá nó bị vàng và gân nó bị có màu xanh đó, nó nổi lên đó thì gọi là vàng lá gân xanh anh chị, vàng lá gân xanh. Và có cái đốm này, hai cái đốm đen đen này như là nó bị gỉ sắt anh chị, nó bị gỉ sắt ha. Thì nguyên nhân của nó thì do là nấm bệnh anh chị. Nấm bệnh, nấm bệnh đầu tiên là nấm bệnh tấn công ở dưới gốc. Đầu tiên là cái bộ rễ mai bị nấm bệnh ở ở dưới rễ anh chị. Và có thể cái nguyên nhân xuất phát từ cái việc mà cái cây mai của mình đó, nó quá trời ẩm ướt đó, nó dư nước anh chị, nó dư nước, hoặc là cái chất chồng nó bị lèn. Chúng ta tưới dư nước hoặc là chất chồng nó bị lèn, nó cứ giữ nước hoài. Anh chị thử để ý những cái trường hợp mà lá mai như vậy á, thì đa phần á, là cây mai chúng ta là dư nước và chất chồng nó bị lèn anh chị, nó bị lèn chất chồng, nó rất là mịn luôn, chất chồng nó rất là mịn ha, chứ nó không phải tơi xốp, nó thoát nước tốt như các cái cây mai mình trồng tốt. Còn cái chất chồng mà nó lèn rồi á, thì anh chị tưới nước vô á, anh chị thấy nó lâu ngấm xuống lắm, nó lâu ngấm xuống, nó lâu hút nước xuống, và cũng như là nó sẽ giữ nước lâu, làm cho chất chồng chúng ta nó cứ ướt hoài như vậy thì rễ nó sẽ không phát triển nè, rồi nấm bệnh dễ tấn công cho vô cái chất chồng cây mai nè. Đó thì từ đó gây ra là cái hiện tượng vàng lá gân xanh như trên. Và đồng thời cũng do một số nguyên do là nó có thiếu chất chung vi lượng lâu này kia, và nó thiếu cái việc mà chúng ta chăm sóc, là chúng ta không có phòng trị cho nó anh chị, chúng ta không phòng trị cho nó, từ đó nó dẫn đến cái bệnh như vậy đó. Thì đối với cái trường hợp này thì anh chị có thể xử lý bằng cách ha. Đầu tiên nếu mà cái chất chồng của anh chị á, nó bị lèn, nó bị dư nước quá, thì mình phải làm cách nào đó để kiểm soát nước, không để cho nước nó đọng quá trời nhiều, quá trời lâu ở trong cái chất chồng. Thì chúng ta có thể bằng cách chúng ta dùng các cái cây gì đó, cây sắt hoặc là cây cái cây bằng cây gì đó nhỏ nhỏ bằng ngón tay nè anh chị, chúng ta chọc 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 đâm lỗ vòng vòng, đâm lỗ thẳng xuống như nè, đâm thẳng thẳng xuống đó, vòng 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 như vậy thì tạo cho cái độ thông thoáng, cái lỗ thoáng khí để nó bốc hơi nước nhanh, bốc hơi nước nhanh, cũng như là nắng nó chiếu vào nó sẽ mau khô chất chồng của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta nếu trước đó đã tưới nước rồi, nó đang ướt đẫm rồi thì chúng ta không tưới, còn nó hơi khô khô một chút nhưng mà ở dưới nó lèn, thì anh chị sau khi anh chị chọt 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 như vậy, anh chị có thể tưới đẫm cho nó một cái nữa, rồi anh chị chọt vậy anh chị bỏ đó, bỏ đó, đợi cho nó khô lại 5 7 bữa gì đó, 10 bữa gì đó cho nó khô gáo lại, cái bắt đầu anh chị hơi gáo gáo ấy ha, là anh chị tưới cho nó một cữ Gidomingon nha. Gidomingon chúng ta tưới vào gốc cho nó. Gidomingon thì cái Gidomingon thì để em sẽ để cái hiệu ảnh chụp ở trên màn hình cho anh chị xem ha. Anh chị nếu chưa biết hiệu thì một xíu khi mà xem video đó, anh chị thấy cái hiệu nào đó anh chị có thể bấm dừng video lại để anh chị chụp màn hình lại ha, để mình biết mình có thể mua cái hiệu đó về mình xài. Đó, Gidomingon thì mình sẽ pha cho một gói, nó gói nó thường là 100 cc, 100 g. 100 g thì anh chị sẽ pha cho 30 lít nước hoặc 32 lít nước nha. 30 lít hoặc 32 lít nước, tức là một gói nó pha được cho 2 thùng B đó.
trung bình là thường thường là không tới 2 thùng B anh chị, không tới 2 thùng B, nhưng mà mình có thể pha 2 thùng B hơi lỏng chút cũng được, còn hoặc là anh chị pha 1,5 thùng vẫn được ha, 1,5 thùng vẫn được. Rồi mình nếu mình muốn chị đó mình pha, nên pha 1,5 thùng đi đó. Mình sẽ pha một gói cho 1,5 thùng, tuy nhiên á là mình phải canh cái chậu mình cần xài bao nhiêu ha. Ví dụ cái chậu mình xài khoảng nửa thùng thôi thì mình pha nửa thùng thôi, thì nửa thùng thì ví dụ một gói pha 1 thùng thì nửa thùng mình pha nửa gói đó, mình cứ chia ra ha anh chị, chia ra tự chia ra ha. Đó anh chị để gáo xong chị tưới cho nó cử ghi đô mingon cái đó, xong cái anh chị để đó cho nó gáo lại nữa ha. Cái anh chị có thể kết hợp thêm là cái combi, thì combi á nó sẽ bổ sung các cái chất chung vi lượng cần thiết cho cây mai ha anh chị, nó hỗ trợ cho cái cây mai mình nó phục hồi lại. Còn tưới ghi đô mingon á, là mục đích để chúng ta diệt cái nấm bệnh ở gốc ha, diệt cái nấm bệnh ở gốc, tạo cho cái rễ nó một cái lớp bảo vệ, và đồng thời diệt nấm bệnh ở gốc. Rồi cái combi thì cái cữ sau mình sẽ tưới chung với cái ghi đô mingon cái nữa, khoảng cách nhau khoảng 7 ngày nha anh chị. Nếu mà cái trường hợp mình bị gần vàng lá gần xanh đó, là ghi đô mingon mình tưới khoảng 2 đến 3 lần nha, kết hợp với combi ha anh chị. Và trên lá nè, trên lá thì anh chị đã gặp cái vấn đề vàng lá gan xanh đó ha, thì đồng thời là cái lá nãy có rỉ sắt thì mình có thể pha anvin ha anh chị, anvin thuốc trừ bệnh anvin, để mình phun cho nó 2 cử, một cử cách nhau 7 ngày đó, 2 cử nha, cử cách nhau 7 ngày. Còn ở gốc thì ghi đô mingon từ 2 đến 3 cử, một cử cách nhau cũng 7 ngày đó. Và anh chị lưu ý là không có tưới nước nhiều cho cây. Còn nếu mà cái cây chúng ta, cái chất trồng anh chị, cái chất trồng mà nó lèn quá rồi, mà cái cây lá là già, đã già rồi á, thì anh chị có thể dở nó lên, thử bớt cái chất trồng, tức là mình ấy nhẹ nhẹ cho chất trồng lèn nó rớt ra thôi, mình phủi nhẹ nhẹ cho chất trồng bị lèn nó rớt ra đó. Đừng hạn chế, đừng có động đến rễ nhiều. Rồi sau đó mình sẽ thay chậu mình sẽ để trong mát, và mình sẵn dẫn sẽ tưới ghi đô mingon và làm như cái hướng dẫn em chia sẻ trên trước đó ha. Đó rồi thì cứ thế là cái cây nó sẽ dần phục hồi lại. Và sau đó, sau 2 cái cử mình phun anvin rồi đó, thì mình sẽ không phun hoài, mà mình sẽ chuyển qua mình phun cái mancozan lại, mancozan ha. Thì mancozan trong đó nó có cái thành phần là trừ nấm bệnh, phòng trừ nấm bệnh nè, và có chung vi lượng luôn, nó bổ sung cần thiết cho cái cây đó, để nó giúp cho cái bộ lá mai chúng ta nó xanh nó dày, nó hạn chế được các cái bệnh như là bệnh như vàng lá gan xanh anh chị vừa xem đó, rồi bệnh dị sắt nè, rồi tháng thư nè, rồi nấm hồng nè, trái bì lá vân vân rất là nhiều đó, các cái loại bệnh trên lá đó. Thì chúng ta phun phòng ha, thì cứ 7 ngày là chúng ta phun một lần, hoặc 10 ngày chúng ta phun một lần, là cái cây nó sẽ được bảo vệ rất là tốt nha anh chị đó. Và đồng thời anh chị nếu cái cây mình khi mà bắt đầu hồi phục lại nó sẽ ra cái tượng non ha, thì những cái tượng non đó khi anh chị kiểm tra là nó ra nó sẽ không còn bị bệnh nữa, đó là cái cây nó đã hồi phục lại được rồi đó, nó ra tượng non mà nó ra mướt lại, ví dụ cái tượng nó ra cái lá nó ra mướt lại như vậy nè, đó là nó hết bệnh rồi. Thì khi đó thì chúng ta nhớ phun phòng sâu và bọ chỉ trên lá định kỳ 7 đến 10 ngày một lần luôn nha, và tốt nhất là 7 ngày đó, chúng ta kết hợp với mancozan phun trên lá luôn đó. Và sau đó lại thì chúng ta sẽ không tưới ghi đô mingon ở gốc nữa đó, sau 2 đến 3 lần tưới gốc thì chúng ta sẽ không tưới ghi đô mingon ở gốc nữa, mà chúng ta sẽ quay lại với cái N3M Phú Lâm và Humic USA để chúng ta kết hợp tưới cho nó ha. Đó, cứ như vậy là cái cây mai anh chị nó sẽ phát triển đều đặn, nó phát triển tốt, nó không có bị cái tình trạng bệnh ha. Đó. Và cái lưu ý á, trong cái vấn đề này thường là xuất phát từ cái chất trồng bị ẩm, bị dư nước, cho nên chị đầu tiên phải kiểm tra chất trồng kỹ ha. Kiểm tra cái chất trồng kỹ rồi mình sẽ tiến hành xử lý ha, xuất phát từ chất trồng trước. Đó. Rồi thì đó là cái nguyên nhân cũng như là cái cách để chúng ta xử lý đối với tình trạng lá mai bị như trên ha anh chị. Nếu anh chị thấy hữu ích thì đừng quên cho em xin một like video cũng như một đăng ký kênh để giúp cho cái kênh em nó ngày càng được phát triển hơn nha. Rồi thì video của em hôm nay xin tạm dừng tại đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.